Sáng ngày 25 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy xảy ra tại một kho xưởng ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng cùng ngày. Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều nhiều xe chữa cháy của Công an huyện Thanh Oai và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Khu vực cháy là khu nhà kho xưởng rộng khoảng 1.400 mét vuông, bên trong chứa đệm mút, vải. Đến 6 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bên trong khu kho xưởng bị cháy rụi. Bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại từ vụ cháy.